Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tăng view kênh, tăng lượt xem video của mình trên kênh YouTube một cách hiệu quả và an toàn, là không bị chết kênh mà cái lượng view này là view view thật nha. Rồi thì bây giờ mình vào thẳng vấn đề luôn. Trước tiên là các bạn vào cái trang này nè, trang vv2b.com. vv2b.com, khi vào trang vv2b.com này thì vv2b.com. Khi vào cái trang vv.com này thì các bạn hãy nhấn vào cái sign up này. Mình sẽ làm từng bước một nhé. Rồi thì cái phần tên em này cũng là tên 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 của mình thôi, cũng như là tên và cái tên đệm của mình. Cái này á, bỏ qua cái này đi, cái này mình sẽ làm sao bây giờ, mình làm sao các bạn hoàn thành cái này. Mình sẽ lấy sign up tài khoản xong, nó sẽ hiện ra một cái trang thế này. Thì cái trang web này á, thì thường nó là ngôn ngữ gốc của nó là tiếng Anh các bạn. Thì do nó chuyển sang cái tiếng Việt như vậy á, là do mình có sử dụng cái trình dịch trang web của Google nha. Chrome. Thì các bạn nào mà muốn có được cái dịch mà trang web ra từ tiếng Anh sang
tiếng Việt hoặc từ cái ngôn ngữ khác ngoài sang tiếng Việt á, thì các bạn có thể tự vào Google và tìm, trên đó có nhiều các video hướng dẫn cụ thể. Còn các bạn nào mà quan tâm mà tìm làm không được á, thì có thể là để lại comment ở dưới cái video này, thì mình sẽ có cái link hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Bây giờ để lại cái ngôn ngữ gốc đi nhé. Khi đã đăng ký cho bạn xong, thì trang web sẽ đưa bạn sang bên này. Thì ở chỗ này nè, có cái hình trái tim này ha, vết xíu việc, có nghĩa là dịch vụ miễn phí. Nhờ bấm vào đây. Sử dụng được một trong năm cái dịch vụ miễn phí này, trước tiên nè là tăng 1.000 lượt xem YouTube miễn phí, 50 lượt thích miễn phí trên YouTube, 50 người đăng ký miễn phí, 100 lượt chia sẻ miễn phí và 50 lượt thích bình luận miễn phí. Thì chỉ mình là do mình là đăng ký tài khoản miễn phí phát, mà mình là đang sử dụng dịch vụ miễn phí của cái trang web BB2B này, cho nên mình chỉ sử dụng một trong năm cái dịch vụ miễn phí này thôi. Mà nếu mà để sử dụng một trong năm cái dịch vụ miễn phí này thì các bạn phải thỏa mãn ba cái vấn đề. Mà cái vấn đề dưới này, thứ nhất là các bạn phải xác nhận email đấy. Thứ hai là các bạn phải theo dõi, là đăng ký theo dõi nhận cái bản tin, cái danh sách bản tin, khi mình vào cái trang Twitter này, mình bấm theo dõi thì mình nhập cái cái tên, cái tên của mình ở trên trang cá nhân của mình ở trên cái trang Twitter này. Rồi bây giờ để kiểm tra email thì để xác nhận email thì mình làm từng bước nha. Rồi yêu cầu nó gửi email cho mình. Thì cái email hồi nãy mình đăng ký là email nào mình nhớ và email đó.
xác nhận cái email này. Ready my email now. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ theo dõi cái tiếp trang theo chúng tôi trên Twitter tại địa chỉ này nè, những giờ này sao đó mình bấm vào cho theo dõi đó. Khi mình bấm vào theo dõi thì mình viết tên tên tài khoản của mình thôi, tên tài khoản của mình thì nó luôn là tên tài khoản của mình là 16 reset 16. Bây giờ nếu mà trường hợp mà các bạn nhập cái tên ở phía trên không được, tên của bạn nha, tên Twitter của bạn không được thì bạn nhập ở dưới nha, tại vì mình cũng thử hai cách rồi, có khi nhập ở dưới được, mình có khi nhập ở dưới không được, nhưng mà mình nhập ở trên lại, khi nhập ở trên không được mình nhập ở dưới. Rồi khi mình đã bấm vào theo dõi rồi thì mình sẽ vào lại cái nhà này, xác nhận là mình đã theo dõi cái người dùng biết tên này với cái tên người dùng của mình đó, như vậy là mình đã kiểm tra cái nhận xác nhận email, thứ hai là tham gia danh sách gửi thư, thứ ba là mình đã theo dõi họ trên cái trang Twitter của họ rồi. Thì bước tiếp theo thì mình sẽ chỉ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách
xem kênh YouTube đi nha. Đó, em xem kênh YouTube. Sau đó mình sẽ mở cái trang kênh YouTube của mình lên. Nhà này là cái kênh YouTube của mình các bạn. Kênh này thì mình cũng là kênh thử nghiệm thôi. Kênh điều hòa thôi. Đây là nó kêu mình check một cái là chọn những hình có một tiền là cửa hàng, cuốn chiếc xe rồi ok mang thêm vào. Trước đó cái link video của mình đã từng đăng ký lượt xem rồi, cho nên là mình không thể nào mà sử dụng được nữa. Đây mình chỉ nếu khi các bạn gặp được cái tên này, cái thông báo gì là cái video đó là mình đã từng đăng ký với họ rồi, cho nên mình không thể nào đăng ký thêm lần thứ hai nữa. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành những bước cơ bản để hỗ trợ các bạn tăng lượt view trên chính kênh YouTube của mình. Ngoài cái việc tăng cái lượt view trên trang YouTube của mình bằng cái trang vv2b.com thì các bạn cũng có thể tự làm cho mình tự tăng cái lượt comment, tăng cái lượt thích, tăng cái lượt người đăng ký. Các bạn nên nhớ đây là những người đăng ký thật sự và những người like comment và những người xem, tất cả đều là những người thật nha. Nếu các bạn thấy video